Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ, không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông rằng: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chủ đề của các bài đọc tuần này chúng ta thấy cũng đi theo cái chủ đề của tuần trước, tức là Đức Giêsu mời gọi chúng ta đi theo con đường của Ngài. Con đường ấy là con đường của sự phục vụ, của tự hiến và yêu thương. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với nhau bài đọc đầu tiên. Sách Khôn Ngoan này được viết vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Lúc bây giờ cái nền văn hóa Hy Lạp đã bắt đầu ảnh hưởng trên những người Do Thái. Mà nền văn hóa Hy Lạp theo thói tục ngoại giáo ấy thì là một nền văn hóa người ta mang tính chất của sự hưởng thụ, của sự hưởng lạc. Mà vì thế có một bộ phận những người Do Thái cũng đi theo cái tinh thần này. Đối với họ, đời sống này cứ việc hưởng thụ đi, chết là hết, không còn cái gì khác. Cho nên cái tính chất vô thần nó cũng tiêm nhiễm vào trong một số người nào trong thế giới Do Thái. Thế nhưng mà vẫn có những người vẫn quyết tâm giữ lề luật của Chúa. Thế thì những người mà hưởng lạc ấy, những người mà tính chất vô thần ấy, họ ghét những cái người mà giữ luật Chúa này. Họ cho gọi là họ gọi những người là những người tự cho mình là công chính. Mình phải giết cái nhóm này, mình phải sát hại chúng nó để xem Chúa có ra tay không. Tức đấy là một cách thách thức Thiên Chúa. Mình bao vây cái người này. Thì kết thúc sách Khôn Ngoan cái đoạn hôm nay bảo rằng những người nói như thế là không hiểu gì về cuộc sống cả. Họ không nhận ra được có một bàn tay, họ không nhận ra được cuộc sống này không hẳn chỉ là có những sự hưởng thụ của đời này. Và cái hình ảnh những người Do Thái mà đi theo những cái chủ nghĩa này đấy, mà bách hại đồng đội của mình ấy, đó là hình ảnh mà chúng ta thấy ở nơi Chúa Giêsu. Và hôm nay Chúa Giêsu lại lặp lại cái điều này. Thì chính những người Do Thái ấy đã tố cáo Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu nói Ngài đến trần gian này để đi theo cái con đường này, mà tuần trước chúng ta thấy Ngài đã trả lời cho Phêrô cái điều này. Và các môn đệ vẫn không hiểu mà không dám hỏi, họ sợ không dám hỏi, bởi vì họ nghĩ rằng làm sao lại có thể thế, vì Đấng cứu thế mà các rabbi vẫn dạy ấy, là luôn luôn là một cái Đấng có quyền năng, mà một Đấng không thể chết. Sao bây giờ Thầy của mình được coi là Đấng cứu thế mà lại đi vào cái con đường này? Cho nên các ông ấy không dám hỏi, vì Chúa Giêsu nói nghiêm túc. Không dám hỏi cũng có nghĩa là Chúa Giêsu nói họ phải trả lời đi theo Chúa hay không khi họ muốn bước theo Ngài trên con đường này. Đôi khi lương tâm chúng ta cũng bị lời của Chúa thách đố như vậy. Liệu chúng ta có dám đi theo lời của Chúa hay không? Hay chúng ta chỉ muốn dừng lại ở một chỗ nào cho nó dễ thôi? Mình dừng lại ở chỗ mỗi Chủ nhật có thể đi lễ là được. Mình dừng lại ở một chỗ, có thể vào nhà thờ cầu nguyện là được. Liệu bao nhiêu đó có đủ là một đời sống không, khi Chúa mời gọi chúng ta bước ra để sống yêu thương và tha thứ cũng như phục vụ? Nó là một cái tiến trình chúng ta được mời gọi, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta về con đường này. Rồi cái đoạn tiếp theo chúng ta lại thấy rằng không biết các tông đồ không hiểu hay là không muốn hiểu, mà trên đường các ông ấy lại vẫn cứ tranh luận với nhau rằng là ai là người lớn nhất. Chúa Giêsu mới nói xong là Ngài sẽ phải lên Jerusalem để chịu chết, mà họ vẫn nghĩ rằng ai là người lớn nhất trong cái vương quốc này. Chúa bảo rằng là trong các con, ai là người lớn nhất thì phải trở thành những kẻ nhỏ nhất, những kẻ phục vụ mọi người. Đấy là con đường. Và Chúa Giêsu gọi một em bé lại. Thực sự trong xã hội Do Thái thì cũng chẳng phải người ta ghét trẻ em, nhưng mà người ta coi trẻ em là những người không có giá trị gì. Bởi vì trẻ em là người không nghe được luật của Chúa, và trẻ em có lắm lúc bị coi như những người ô uế, bởi vì không biết luật Chúa là gì. Cho nên người ta không coi trọng trẻ em. Và dĩ nhiên cái phạm trù trẻ em hôm nay Chúa mà chúng ta lắng nghe hôm nay thì không phải chỉ là những trẻ em nhỏ bé này, nhưng những người mà có thể bị loại trừ, những người chúng ta không coi ra gì cả. Những người ấy dưới cái nhìn của Chúa là Chúa nói ai tiếp đón những người này là tiếp đón chính Thầy. Khi chúng ta nhận ra con đường của Chúa thì đồng thời cũng phải có một cái nhìn của Chúa về những người anh em của mình khi chúng ta tiếp đón. Thực ra mà nói, ngay cả trong thế giới trẻ em đấy, chúng ta thấy xem. Một ông thanh tra đi đến một trường học để mà thanh tra học sinh thì người ta muốn chọn những đứa trẻ nào xuất sắc ngồi hàng đầu để trả lời, còn những đứa trẻ nào nghịch ngợm hoặc kém ngồi ở chỗ khác, thậm chí có khi hôm đó ta nghỉ học. Người ta chỉ muốn xuất hiện trước mắt người khác những đứa trẻ thông minh thôi. Mà thậm chí trong gia đình cũng vậy. Nếu mình có hai đứa con, một đứa thông minh và một đứa nó kém cỏi, thì ai đến mình cũng muốn giới thiệu cái đứa thông minh này. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng trẻ em thực sự nó có nhiều cái điều mà chúng ta thấy thật sự là khó kiểm soát. Mà những cái người mà bị quên lãng ấy không phải là những người, không phải, đôi khi có những người nghèo, mà không phải luôn luôn có những người nghèo đều tốt. Có những người nghèo nghiện ngập, có những người nghèo đủ thứ cả. Đôi khi chúng ta thấy đấy là những con người mà Chúa mời gọi chúng ta, mà đều là những con người chúng ta không dám đến. Chúa nhắc nhở điều này để mỗi người chúng ta nhìn lại cái hành trình đức tin của mình. Hôm nay Chúa lại mời gọi chúng ta làm sao nhận ra được cái con đường của Chúa. Nhiều khi chúng ta cũng ốm đau bệnh tật lâu năm, và trong lúc chúng ta cũng có cảm giác rằng là không biết cơn bệnh mình, cái này nó là cái gì? Là hình phạt hay là cái gì của Chúa trên cuộc đời mình? Thưa không, Chúa bảo con đường của Chúa. Chúa muốn mời gọi chúng ta, nhất là những người ở trong những giây phút cuối đời thì càng có nhiều dịp, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức nói, càng có nhiều dịp để chúng ta gắn kết cái mầu nhiệm của chúng ta với mầu nhiệm thập giá của Chúa. Thập giá mới là tiếng nói cuối cùng. Biết bao nhiêu những lãnh tụ, biết bao nhiêu những người, từ thần thị Hoàng Hitler, bao nhiêu những người ấy đều muốn khống chế cái vũ trụ này. Nay họ ở đâu? Chỉ có một tình yêu duy nhất là chết cho nhân loại ở trên thập giá này, nó hôm nay vẫn còn hiện hữu với tất cả mọi người, bởi vì Ngài đến là để yêu thương và phục vụ. Vậy thì con đường của chúng ta cũng không thể khác được nếu chúng ta đi theo Chúa là phục vụ và yêu thương. Thì thánh lễ mình tham dự, mình trở về, mình phải thấy được mình bắt đầu khởi đi một con đường mới với Chúa. Mà hôm nay trong bài đọc thứ hai, nếu muốn ta muốn một cái áp dụng nữa là mình không thể yêu thương. Thánh Giacôbê vẫn cứ nói thế này, một cái cộng đoàn mà thậm chí là một cái gia đình mà ở đó chỉ có ganh tị, cãi vã và ghen tuông thì tự nó toang ra. Bởi vì mỗi người một hướng. Để mà có hợp nhất ấy, để ở đó nó phải có tình yêu. Mà để có tình yêu ấy, ở đấy nó phải có từ bỏ. Và từ bỏ ấy là con đường mà Chúa bảo chúng ta xây dựng. Mình mang yêu thương vào trong ngôi nhà của mình, mình mang yêu thương vào trong cộng đoàn của mình, ở nơi chúng ta có. Mà để làm điều này, ai trong chúng ta vẫn phải biết mình phải hy sinh, lắng nghe và quan tâm đến anh chị em mình. Đó là sứ điệp hôm nay để chúng ta ra về, và nhất là để chúng ta kết hợp với mầu nhiệm thập giá của Chúa, với hiến tế của Chúa trên bàn thờ này, thì nó càng là sức mạnh để chúng ta đi và chia sẻ nó với anh chị em mình.